Xin chào quý vị, Lý Hương đang có mặt tại cổ ông Bổn ở xóm mình. Và bây giờ thì lễ hội đang diễn ra. Đi vô quay cho bây giờ xem nha. Đây. Thank you.
Kiểu bắt đầu lên.
dẫn đường phía trước. Độc đáo nhất là cái lắc kiệu mà, nghi thức lắc kiệu. Hey, let's go.